trước khi mình làm giấy mình đọc kinh ha. Nếu mình cha là con lạy Chúa Giêsu là đúng giờ lòng thương xót. Hôm nay chúng con nhận một ca bệnh của ông Lâm Văn Sái. Ông bị ung thư phổi ở giai đoạn cuối, tạm gọi là bệnh viện trải về. Ông có cơ hội đến đây để điều trị bệnh ung thư phổi. Chúng con cầu xin Chúa chúc lành cho ông, cầu xin Chúa chữa lành cho ông. Đó là lòng thành của chúng con, dâng ông lên cho Chúa để xin Chúa chữa lành cho ông, để ông sớm mau bình phục, để ông trở về quê hương của ông, để ông phụng thờ các đấng mà ông đang phụng thờ, cũng như ông làm tròn bổn phận của một người cha, một người gia trưởng trong gia đình, cũng như là một người chờ sớm ở quê hương của ông. Xin tất cả những anh chị em trên cộng đồng này cầu nguyện cho ông để ông được mau bình phục, để trở về cuộc sống. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúng con cái gì danh Chúa nhân từ cho các anh linh hồn được lên cho trước khi mình đi vào cái việc làm giấy đó ông, thì con cũng nói cho ông nghe rằng là cái ca bệnh này là ung thư phổi giai đoạn 4. Giai đoạn 4 là giai đoạn cuối. Nhưng ở đây trị ung thư phổi ca này là ca thứ 7. Thì hiện tại chúng ta có 6 ca ung thư phổi đang điều trị. Thì hầu như là ca nào cũng đang là trên đà phát triển tốt và dẫn đến tình trạng là hết bệnh, còn chết thì không chết nữa. Tức là những cái ca ung thư phổi mới vô đó thì hầu như ca nào cũng nguy kịch, nhưng mà có ca thì vô tháng, có ca thì vô được tháng rưỡi, có ca mới vô cách đây 2 ngày. Thì hầu như là ca vượt qua cái chết đó, vượt qua cái nguy hiểm đó. Thì ca thì có ca thì con đã khá nhiều mạnh khỏe rồi, có ca thì cũng vượt qua nguy hiểm. Nói tóm lại là về phía ung thư phổi thì đang trên đà phát triển tốt, khả quan tốt. Thì chắc con nghĩ rằng ông cũng không đi ngoài những ca đó, có nghĩa là ông chắc cũng sẽ được như vậy nhé. Từ tại vì ở đây nó cũng có lộ thuốc, có số người này đấy, chứ không có tiêm bác sĩ nào khác hơn. Thành thử ra thì điều quan trọng là sự con cố gắng cứu chữa ông, cố gắng làm sao cho ông được mạnh khỏe để ông mang trở về với mình. Ông được mấy người con? 5 người. Có người nào mà bệnh giống ông không? Không có. Chừng nào họ mới bệnh giống ông? Không biết. Chừng nào giá cho đừng có hả? Sao vậy? Sợ quá à. Giá như tội. Nhưng mà tục ngữ cai nhau có câu là gió thổi bờm bê, gió thổi cây bờm nó bê, cha sao con vậy chẳng xê chút nào nha. Khó giái lắm à. Vậy để lát nữa con giữ cho cái cách mà con hơn cha thì nhà có phúc ha, được không? Dạ, cảm ơn cha. Chứ mình không theo cái câu là gió thổi bờm bê, cha sao con vậy chẳng xê chút nào, mình chẹt câu đó. Mà mình sẽ theo câu là con hơn cha thì nhà có phúc nha. Chứ bây giờ cha ung thư phổi thì mình phải hơn là mình không bị chứ, phải không? Vậy ông được 5 người con, mấy trai mấy gái? 4 trai 1 gái. Rồi lớn tuổi hết chưa?
thứ ba, một đứa em, còn hai đứa gái, thế thì hai đứa trẻ. Bốn người, năm người con của ông là làm công tác gì? Có ai làm thầy giáo không? Có ai làm cô giáo không? Có ai làm việc cho nhà nước, cho địa phương gì không? Có thằng Úc rồi đang làm. Ừ, đang làm cái gì? Tỉnh ra Trà Vinh mình á hả? Làm gì trong đó không? Cảnh sát cơ động là công an phường. Công an phường. Công an phường mấy? Trưởng hay là phó? Sao cũng vậy. Tóm lại là có một người con làm công an ở phường 2 Trà Vinh. Làm lâu chưa? Lớn tuổi chưa? Út con không lớn tuổi chưa? 39 tuổi rồi thì cũng có chức vụ rồi ha, tính như cũng đại quý rồi thôi. Thì bây giờ hỏi thăm như vậy để mình phải tiến lên cái câu là con hơn cha nhà có út chứ. Để thôi con theo cha là ruột hết thôi. Thấy không? Trước đây ông là tôn giáo nào? Phật giáo. Tôn giáo Phật giáo. Nhưng mà sao ông không qua bên chùa, ông xin giấy? Mình không có đi chùa thường. Cho nên khi mình vô chùa mình xin thì chùa không cho. Thấy vậy không? Chùa nó làm sao? Không có vô chùa không chứ? Mà có vô nó hỏi không? Không có vô. Là sao biết bên đây mà qua xin? Bởi vì thôi, cô nói vô ngoài học đỏ người ta biết ông không? Học đỏ xã người ta biết ông không? Vô xin thầy coi đi. Không từ chối mà thầy ra cho. Thì như vậy thì về phía hồ sơ giấy tờ của ông thì đã có đủ nha. Đã có đủ hồ sơ giấy tờ hết. Thì do vậy mà ông phải cố gắng ở lại được chữa bệnh. Bởi vì là được chữa bệnh lắm. Thử ra ông phải sau khi ông ra bị đủ hồ sơ giấy tờ rồi thì ông phải cố gắng chữa cho hết mới được về. Ví dụ như ở đây chữa bệnh ông một năm, ông chịu ở không? Thời gian cố gắng đi. Rồi chữa hai năm ông chịu ở không? Thì cũng phải cố gắng đi. Nếu chữa một tháng hết bệnh ông chịu ở không? Nói chung là không quan trọng là một năm hai năm nha. Cái này là mục đích mình nhắm tới là hết bệnh ha. Vậy thì thời gian bao lâu không ai nói trước được, nhưng có thể nói trước được là cố gắng làm cho hết bệnh. Bây giờ trước khi đi vào làm giấy tờ thì con có nhắc nhở không? Hai chuyện thôi. Chuyện thứ nhất là ông có biết lý do nào mà ông bệnh? Không hiểu nổi. Rồi khi ông bị bệnh rồi, ông có nghĩ rằng ông sẽ được đi chữa, ông sẽ được hết bệnh không? Ông đã vô quá trách chưa? Chưa. Chưa. Hiện giờ là bác sĩ ở bệnh viện Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, bệnh viện Phạm Ngọc Thạch đã kết luận ông là u phổi giai đoạn 4, tức là ung thư phổi giai đoạn 4. Vậy bây giờ con nhắc ông chuyện thứ nhất là tại sao ông bị bệnh? Là bởi vì ông đã ăn sai thức ăn, mà đáng lý ra ông không bệnh này, nhưng mà ông đã ăn sai thức ăn, vì thế ông phải mang bị bệnh này. Đó là cái nha. Vậy ăn sai thức ăn là sao? Ăn sai thức ăn có nghĩa là cơ thể của ông không được ăn động vật, mà ông lại ăn thịt động vật vậy. Thấy chưa? Do vậy mà ông bị
Ông thấy nè, đây là một cái ly nước, nước lọc nè, nha. Còn đây là một cái ly nước là dơ, nha. Vậy hai cái ly này là ly nào mình sử dụng được? Còn ly này bỏ đi vì nó dơ đó nè. Vậy cái ly này mình để được bao lâu? Để lâu lắm. Còn ly này nó đã dơ rồi, để được bao lâu? Càng dễ dơ. Mà hãy nó dơ thêm thì cái ly này còn xài được không? Lý do ảnh hưởng tới cái ly không? Hư cái ly luôn đó nè. Đó, Giang hiểu rồi. Vậy đây là một cái ly nước trắng, để ngoài cái ly này cũng không hư mà nước không hư. Mà nếu cái ly này là ly nước dơ mà chỉ cần là đó, đây là ly nước dơ ha. Nếu như mà ông để lâu thì cái ly hư và nước hư, mà nước hư thì nó kéo theo ly hư luôn. Vậy cái ly này nước này sẵn được, còn nước này xài được ha. Ngày xưa đó, ngày mà hiện bây giờ mấy đứa con ông là đại diện của các đứa con là cái ly nước sạch, còn ông là ly nước dơ này, thấy không? Bây giờ ông là đang là ly nước này nè, cơ thể ông nó đang mắc chứng bệnh rồi. Bây giờ nếu ông không chữa bệnh là nó kéo theo thân xác ông đi luôn, thấy không? Con ông là đang là một ly nước sạch, nó chưa bị bệnh gì hết. Cho nên nước này sạch thì cái ly này sạch, mà nước này dơ thì cái ly này dơ thôi. Ha, vậy thì hiện giờ con nó đang sạch vậy nè, nó có bị bệnh. Vậy bây giờ nếu như mà không khéo đó, đổ nước dơ này vô, nước này còn sạch không? Nước hết rồi. Vậy từ từ cái ly này, nước này hư, rồi cái ly này sao? Hư luôn, thấy không? Vậy hiện bây giờ con ông chưa bệnh, nhưng mà không phải là không bệnh. Tại vì hàng ngày nó đang đổ nước dơ vô. Nước dơ là nước gì? Là máu gà, máu vịt, máu heo, máu bò, máu chó, máu động vật. Mà tất cả những loại đó mình không được đổ vào cơ thể của mình. Bà hiểu không? Bà hiểu không? Mình đang đổ những cái nước dơ đó vào cơ thể của mình đấy. Đúng vậy không? Thì ông đổ năm nay là 80 năm chưa? Ông đổ năm nay 70 năm rồi mà cơ thể ông không hư là hư luôn là hên cho ông. Thắng ra. Ông hiểu chưa? Vậy cái chỗ này là cha hơn con. Phải giải quyết cái chỗ cha hơn con. Ha. Vậy hiện giờ con nó không có bệnh, mà hàng ngày nó đang đổ nước dơ vô là máu không chạy. Thì riết rồi cái con người nó phải bệnh. Nếu nó đổ cái thức ăn mà thức ăn sạch gọi là cây cỏ mang hạt giống hay còn gọi là chai trường á, thì cái cơ thể nó có bị hư không? Không, mà có thể là chậm hư hay là có thể là không hư luôn. Cha con đã đổ 70 năm rồi nên nói sao không hư được không? Con có hiểu chỗ này không? Vậy bây giờ con có nên đổ máu động vật vô cơ thể con nữa không? Không nên, phải không? Nếu con đổ nữa thì gió thổi bồm bê cha sao con vậy, chẳng xê chút nào là cái ly nước gì tấn nha. Đã nhắc con rồi đó nha, hiện nay nó đi con cố gắng đừng có đổ nước dơ, đừng có đổ máu động vật gì. Bà hiểu không? Hiểu rõ không? Chị hiểu không? Bà hiểu rồi. Hiểu rõ không? Ông hiểu không? Sai chưa chỗ nào chưa? Biết là biết thì sao? Là ông đã ăn động vật, mà động vật nó không phải thức ăn của ông, mà ông ăn 70 năm nay, đáng lẽ cơ thể ông giờ banh xác rồi mà còn được như vậy không? Vậy thì bây giờ ông đến đây thì con sẽ làm cho ông hết bệnh ở chỗ là con không cho phép đổ máu động vật vào con người ông được, hiểu không? Không cho ông nạt vào nữa thì tự động nó hết thôi, có gì đâu khó. Thấy chữa bệnh dễ không? Tự động
Giờ đây, ông về đây là ông phải đổ cháo trắng vào trong con người của ông. Thì bây giờ cái ly nước này nó đang là sạch, mà nếu mình đổ nước sạch vô vô thì nó sạch không? Sạch hoài. Bây giờ hiện tại ông là đang là ly nước dơ nè, đúng không? Bây giờ nếu ông về đây mà cha đổ máu động vật ra nữa thì nó dơ thêm không? Mình lên bệnh viện là nó cấm mình ăn động vật không? Cứ đổ vô thêm thì nó phải dơ hoài. Thấy không nè, hiện giờ trong người ông đang là máu dơ vậy nè. Bây giờ cha mới đổ cái máu, đổ cái thức ăn làm cho cái máu này nó sạch lên. Là cha đổ chất trắng vô, bây giờ đang là nước dơ rồi. Mà cha đổ riết cái nước này sạch không? Nè, giờ bây giờ nó đang dơ ha. Thấy màu không? Bây giờ cha đổ riết, đổ ngàn chút nè. Đó, đổ ngàn chút. Đó. Nó còn dơ giống nãy không? Nó nhạt ra liền. Thấy không? Rồi giờ cho đổ nữa, bắt đầu cái dơ nó trào lên. Ông đái ra, ông nỉa ra, ông đái ra, ông nỉa ra. Rồi nó ra đường chân lông của ông, nó giải tỏa là chất độc này nó đi ra ngoài hết. Thì tự động nó hết bệnh thôi, đâu có gì đâu, khó chữa không? Thấy vậy không? Ông hiểu vấn đề là chữa bệnh cho ông chưa? Vậy, hàng ngày ông về đây, ông không được phép ăn bất kỳ thức ăn nào ngoại trừ ban diện chẩn này cho ông ăn. Mà báo cho ông biết trước là ông ăn cháo trắng. Chứ ông không được ăn, cơ thể ông đang dơ mà ta đang đổ nước sạch vào mà. Ông không chịu nghe là làm sao giờ thải được cơ. Mà cái khối u phổi của ông là hiện nay là bệnh viện trên thế giới chạy luôn, chứ không phải là ở bệnh viện Phạm Ngọc Thạch mà chạy. Bây giờ ông qua Mỹ nó không chạy nữa. Là tại sao nó chạy là bởi vì hàng ngày nó cứ đổ máu động vật vô đây. Hàng ngày nó cứ đổ máu động vật vô về, hỏi ông chứ nó đang tới không thì làm sao hết bệnh được. Phải không? Bên một cạnh là nó đổ máu, ông đổ máu động vật vô. Một cạnh là ông đổ xuống tay vô, nó làm băng bao tử, băng con người con hết. Bây giờ ông về đây, cha đổ cháo trắng vô. Đổ riết cái nó tràn, cái liên chất vô nó bay ra ngoài. Còn lại trong người ông là chất tinh khiết. Vậy thì tự động cơ thể ông nó được sạch bệnh. Dễ chữa hay khó? Đổ cháo trắng bên cạnh đó. Bây giờ ông về đây cho đổ cháo trắng vô. Bên cạnh đó cho đổ thuốc núi vô. Mỗi ngày cơ thể ông được tiếp nhận cháo trắng và thuốc núi, cháo trắng, thuốc núi. Thì đổ riết là hết bệnh. Dễ không? Cái phương pháp đó khó trị. Dễ trị nhưng mà khó trị. Dễ trị là ở chỗ nào? Dễ trị ở chỗ là mình hiểu nó dễ trị với nó. Mà mình không hiểu là mình trị không được ha. Vậy khi ông về đây rồi, ông tự để cho ban diện cảnh này người ta chữa cho ông thôi. Ông không cần phải thắc mắc ta sao tôi phải ăn cháo trắng hoài, tại sao không cho tôi ăn thịt gà. Ông ăn lộn miếng là ông bệnh chữa quá. Khi ông hết bệnh rồi, ông muốn đổ gì vô bụng ông cứ đổ ở đây không cản ông ha. Nhưng mà quá trình ông đang trị bệnh là để cho tụi này nó đổ thuốc núi. Nó đổ thuốc núi và nó đổ cháo trắng vậy. Bây giờ cho thể không vậy nè, nó cứ đổ thuốc núi mỗi ngày rồi nó đổ cháo trắng mỗi ngày thì ông nghĩ cái chất độc bay ra ngoài không? Nó bay ra là tự động ông hết bệnh. Dễ chữa dữ lắm. Nhưng khoa học không chữa. Vì khoa học đâu có hiểu được cái chuyện ăn cháo trắng uống thuốc tây phá bao tử người ta, đúng không? Cái bao tử ông mà uống một ngàn, bệnh viện Phạm Ngọc Thạch nó cho ông ngàn dốc thuốc phổi mà ông muốn một dốc vô trong này, ông muốn cháo trắng vô là nó phá bệnh bao tử rồi, đúng không? Nhưng mà khi ông về tới công rồi thì ông tự động ông ăn cháo trắng, ông uống thuốc núi, mà thuốc núi nó cũng mạnh như là thuốc tây vậy. Ông đi ra ngoài rừng ông bẻ một cái lá ngón ông ăn, sao ông bẻ hai ba lá ông ăn là công lừa đi, phải vậy không? Thuốc độc mà. Cái bệnh ung thư phổi là bệnh độc, là bệnh thường. Bệnh hiểm nghèo thì phải lấy cái loại thuốc độc trị, lấy độc trị độc. Nha. Trị như vậy nó mới hết. Nhưng mà bên cạnh đó nói lời ông còn nữa nha. Đó. Chỉ có hai ly nước này là ông hiểu liền. Bây giờ cơ thể ông là đang là dơ nè. Bây giờ ông lên bệnh viện á, nó đổ động vật vô tiếp. Nó đổ thuốc tay vô tiếp rồi nếu ông chết không có gì đâu. Phải không? Phải hiểu liền ha. Hiểu liền không? Dễ hiểu quá. Bây giờ ông về cha
bắt đầu cha lên phát đồ, đổ cháo trắng vô trong, đổ thuốc nấu vô trong. Bây giờ càng đổ nó càng càng nó lon ra mà nó thấy nó đậm vậy chứ là nó sẽ dần dần lại. Thế giờ là đổ cho nó lon ra là đổ hết đi nè, lạc lại nè ha, rồi mình đổ nữa cái nó loay ra đi hết trời. Nếu mình tóm lại là ông về đây người ta xúc cái lu, ông giống như một cái lu, nó xúc xúc cái lu ông là hết về chữa ung thư. Như khoa học không chịu chữa đâu, nhưng mà cách này là cách chữa cực kỳ khoa học, chứ không có mê tín gì đâu. Thuốc với cháo mà mê tín gì, phải không? Rồi ông tự ra ngoài kia ông nấu cháo ăn với tụi này đâu có nấu giùm ông. Rồi tụi này cho ăn thuốc em nhiều ngoại sắc uống với tụi này đâu cũng đâu sắc giùm ông đâu mà mê tín đấy. Nghe nè, không có mê tín cho nào. Mà thuốc thì được khoa học chứng nhận. Chứ đâu phải thuốc tụi này là làm ra đâu. Cái thuốc tụi ở đây con có cái loại thuốc là cái nhà máy sản xuất loại thuốc này là trời với đất, chứ không có một cái nhà máy sản xuất. Con không tạo ra một cái nhà máy, mà cái nhà máy để sản xuất loại thuốc chữa ung thư trong là trời và đất. Cây thuốc nó quan hợp với trời, nó kết hợp với đất, tự động nó ra cái loại thuốc đó. Rồi ông cứ đổ vô người thân lý, rồi tự động là cái chất độc nó tan, nó loãng ra. Nó loãng ra cái ông đi tiểu, đi tiêu, đi ẻ, đi đái, đi gì đó, tự động từ từ rồi ông sạch. Đó là chữa bệnh cho ông. Cách đó, vậy ông có chấp nhận để cho người ta chữa vậy không? Vậy là hai ăn cháo tấn. Nha. Không được phép quá trình ăn, không được phép đầu. Hiểu không? Tại vì ông đã đi sai rồi. Bây giờ dẫn ông đi lại, ông để cho người ta dẫn ông đi lại, vì ông đã đi sai đường rồi. Mà cơ thể con người không được phép ăn động vật, mà tại sao ông ăn vậy? Hả? Tại vì cha ơi, con nói cha nghe, ổng là bên cao tuổi, năm nay cũng mười mấy năm rồi, người đi đằng này nhà này ăn chút, đi đằng nhà kia ăn chút, thành ra ở nhà ông cũng ăn cái đổ thừa là ông đi nhà người ta ăn rồi sao? Người ở nhà cũng ăn. Bởi vậy đổ thừa là ông không biết. Quá nhiều đi. Bởi vậy vấn đề là tại sao mình không hiểu chỗ đó? Thấy không? Không có đổ thừa đi làm cao tuổi rồi đi ăn nhà ta, dẫn nhà ăn nhiều hơn nữa. Ha. Vấn đề là tại sao ông phải ăn nói vậy? Vấn đề là tại sao? Vấn đề là mình không hiểu ra. Bây giờ cha nói cho con nghe vấn đề không hiểu nè. Con có đứa con nào không? Hồi đó hồi mà con mới 3 tuổi, hồi con ông mới 3-4 tuổi á, có bao giờ nó biết được cái bàn chân của nó ở dưới lòng bàn chân nó là trắng hay đen không? Nó có để ý chỗ đó không? Nít 3 tuổi nó có để ý cái lòng bàn chân nó màu trắng hay màu đen không? Nó để ý phải không? Vậy thì khi mình nói cho nó biết cái lòng bàn chân của con là màu trắng, nó dở lên nó thấy ồ màu trắng. Còn bình thường nó có để ý không? Thấy không? Nó không để ý. Nhưng mà cha mẹ nói cho nó biết cái lòng bàn chân của con là màu trắng, cái tự nhiên nó dở lên nó ồ cha ta nói đúng màu trắng. Giống như tối ngày nó đâu để ý cái lòng bàn chân của nó. Phải không? Mình cũng đâu để ý đâu. Cả đời mình đâu để ý lòng bàn chân mình màu gì. Mình đâu có tự hỏi mình đâu là lòng bàn chân của màu gì. Có nghĩa là mình quên đi cái lòng bàn chân của mình đi. Thấy không? Vậy thì hàng ngày mình sống mình ăn động vật rồi mình quên đi. Ủa sao mình không hỏi mình cái thức ăn này có nên không? Mình quên đi, giống như là mình thật đâu để ý lòng bàn chân của mình. Mình quên đi, mình thấy ngon quá quốc. Giống như cái chân mình thấy không đau rồi, cứ đi tới đâu có dòm dòm đó. Chừng nào đặt cái gai nó lật lên dòm. Mà dòm nó thôi chứ không dòm nó lòng bàn chân màu gì nữa. Đặt cái gai rồi lật nó lên, lễ cái gai dục thôi. Chứ không để ý nó là màu gì đó. Thì lễ xong rồi làm xong đi tiếp. Cũng giống như là mình ăn động vật hàng ngày. Hễ mình thấy mình không tiêu, bắt đầu mình mua thuốc uống vô. Hết khỏe rồi ăn nữa, mình không để ý gì đâu. Hay vậy không? À, mình không để ý nó gì. Sao mình không hỏi tại sao ta ăn mày vô mà ta không
tới chừng mình hỏi ra là đã bị ung thư. Khi hiểu ra đã muộn màng 70 tuổi rồi, khi hiểu ra là chết cả cuộc đời, phải không? Mà ông còn còn ông còn kịp á. Hồi đó giờ con nói nãy giờ, hồi đó giờ có ai nói cho ông nghe không? Cái mà con đang nói nãy giờ, hồi đó giờ có ai nói không nghe? Có ai nói cho những chuyện này nghe? Thế thì rõ ràng giống như cái lòng bàn chân của mình đâu để ý nó mà gì? Mình cứ lội suốt ngày rồi đạp cái gai lật lên, dở cái gai ra lành, lội tiếp. Cũng không để ý nó luôn. Cũng như nít 3 tuổi đâu để ý lòng bàn chân. Giống như mình vậy, tối ngày mình cứ ăn vô. Rồi nó sình bụng, nó đau bụng, nó mua thuốc uống vô, hết ăn nữa, không để ý. Tại sao mình không hỏi mình sao mình ăn cái đó vô mình đau bụng? Thấy không? Nếu mà mình được ăn cái đó thì mình có đau bụng không? Bây giờ cái áo cho đang bận nè. Vì cha được bận cái áo cho nên cha bận áo vô là cơ thể cha nó ấm đi. Phải không? Vậy thì mình được ăn động vật, tại sao mình bệnh? Tại sao mình đau bụng? Tại sao mình ế không ra? Mình được ăn nó mà tại sao mình ăn vô mình ế không ra? Rõ ràng mình đâu có được phép ăn nó. Nhưng vì tại vì mình không hiểu, giống như mình không hiểu bàn chân mình màu gì, mình không dòm tới nó, mình cứ bị nó dẫn mình đi. Cái bàn chân mình nó cứ dẫn mình đi, phải đạp gai đứng lại dở dục, dở cái gai dục rồi đi tiếp. Cũng giống như ăn động vật, cứ ăn rồi hãy đau bệnh thì cứ uống thuốc, rồi hết bệnh ăn tiếp. Mà không ai biểu mình mày ăn cái đó là mày sai, không ai nói trời. Vậy thì cái chỗ này là cái chỗ là con hơn cha thì nhà có phúc. Giờ đây con đã hiểu ba con rồi thì con phải hơn. Vậy con nghĩ luôn về căn động vật nữa không? Dạ tối đa đi. Nhưng mà con hãy nhớ rằng con chưa ung thư chứ không phải không ung thư. Con chưa bệnh chứ không, con không bệnh. Một ngày nào đó cơ quan nội tạng của con nó yếu đi rồi, nó hội những cái chất độc này là nó hội tụ về một chỗ, rồi nó ung thư ngay chỗ đó liền, rồi trời cứu cha từ nó còn sống nữa cứu hoài, thấy không? Ngày hôm nay bố con còn sống đem đến gặp cha kịp thời, ngày mai này cha chết rồi thì đem con gặp ai, phải không? Không có được nữa nghe, phải lo cẩn thận chỗ này nha, phải lo cẩn thận chỗ này. Một bài học này đáng giá ngàn vàng không? Đáng giá vô cùng. Mà cả đời của mình 70 tuổi chưa ai nhắc mình hết. Giống như mình đang ngủ quên 70 năm. Thấy không? Mình ngủ quên 70 năm không ai nhắc mình. Mình có tiền mình lên bệnh viện giải tiền ra trị bệnh cho tao. Hết bệnh tao về không hết bệnh tao nằm tiếp. Bác sĩ nó cũng đâu có nói lý do sao bị bệnh. Rồi bác sĩ nó cũng đâu nói cách trị bệnh như thế nào. Cho nên mình không biết gì ta là cái giao thân cho bác sĩ. Rồi anh cứ trị đi, chết tôi đem về cho ông thưa anh thôi, phải không? Bác sĩ nó không nói cho ông biết cái lý do sao ông bệnh, nó cũng không dạy cho con ông là mày ráng mày đừng có ăn giống bà tao, nó không dạy vậy, phải không? Vậy bắt đầu từ hôm nay trở đi thì cơ thể ông sẽ được thanh lọc. Bây giờ cơ thể ông dơ bắt đầu thanh lọc đó, cơ thể ông rồi khỏe rồi đó. Ông gặp đúng thầy đúng thuốc rồi ha. Thì coi như ông yên tâm ông rồi, nhất định ông sẽ hết bệnh. Nhưng phải đợi thời gian. Chứ ông ăn 70 năm rồi ông miễu làm nát hết bệnh là chắc không làm được. Cái nhà ông nó dơ 70 năm rồi ông miễu lại chà. Cái hầm xí á, nó dơ quá lẻ rồi giờ ông miễu chà một phút hết đâu được. Phải không? Cơ thể ông nó 70 năm rồi mà giờ ông miễu làm một lát hết không được. Vậy là cơ thể ông chắc chắn sẽ được cứu chữa. Còn bây giờ cơ thể con ông nó chưa dơ nè, nó sạch nè, nhưng mà hiện giờ nó đang đổ nước dơ vô nè. Đó, cơ thể con ông giờ nó đang đổ nước dơ vô vậy đó, ông có thấy chưa? Vậy ông có nên nhắc nó đừng ăn không? Nếu mà nó đổ tiếp thì gió thổi bùm bê cha sao con vậy chẳng xê chút nào. Cha ung thư thì con cũng nhớ ung thư. Còn nếu nó ngược lại với ông thì con hơn cha là nhà có. Nếu nó ngược lại với ông là nó lấy nước trắng, là nó hơn ông, nó không bệnh, là nhà có phúc nha. Rồi, hiểu rồi ha, hiểu hết chưa? Vậy mình qua cái chuyện là dạy dỗ về vấn đề bệnh tật nha. Bây giờ mình biết lý do nào mình bệnh rồi ha.
Vậy thì bây giờ làm sao tôi không bệnh nữa? Là tôi phải ăn cây cỏ mang hạt giống, tức là ăn những thức ăn mà sạch á, không ăn động vật nữa, vì động vật không phải thức ăn của mình. Còn bản thân ông bây giờ đã hiểu ra rồi là phải chấp nhận cho người ta xúc rửa nha, phải chấp nhận cho ban viện chẩn này xúc rửa không, bằng đủ mọi hình thức để xúc rửa cho ông sạch cơ thể ông, xúc mỗi ngày xúc riết ông sạch cho ông hết bệnh nha, ông hết bệnh sống lâu dữ lắm nha. Bây giờ ông có một cái giấy ra viện gọi là bác sĩ cho về, này là xin về ha, xin về chứ không cần phải cho nữa, xin về luôn. Ngày 18 tháng 5 năm 2018 là bác sĩ ở Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, bệnh viện Phạm Ngọc Thạch đã xác nhận ông là ung thư phổi giai đoạn 4. Sau đó ông có một cái giấy chứng minh nhân dân công chứng là biết ông là người có gốc gác ở đâu ha. Và ông cũng đã kể là ông có 5 đứa con nha, 5 đứa con tất cả làm ruộng, có đứa một đứa con út là làm công an ở tỉnh Trà Vinh nha. Rồi kể cả ông có một cái giấy xác nhận của hội chữ thập đỏ ông nghe lại cái giấy của ông này nha, ông nghe lại cái giấy của ông quan trọng lắm, ông nói cái gì nhà nước làm sao cho ông nha, ông viết đây chứ ông chưa nghe phải vậy không, ông chưa có nghe ông viết cái gì mà ông dám ký tên vô đây trời. Ông thấy mấy đứa con ông mà nó giết bậy một cái là ông chết liền. Bây giờ con đọc cho ông nghe, để ông biết ông viết cái gì mà ông gì ông làm cho đúng nha. Quan trọng lắm à. Ký tên vô là mình phải biết mình viết cái gì, còn này ông viết không biết viết gì trơn. Này đâu phải chữ của ông. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc, giấy xác nhận. Con làm cho ông hiểu rõ từ đầu tới chân một lần để ông đi chữa bệnh. Có nghĩa là ông đã yêu cầu cái gì trong này, đúng không? Thì ông phải hiểu ông yêu cầu cái gì rồi người ta đáp ứng cho ông cái gì. Kính gửi Hội Chữ Thập Đỏ, Ủy ban Nhân dân xã Tam Ngãi hả? Tôi tên Lâm Nhân Sái, sinh năm 1941, hiện cư ngụ ấp Ngọc Hồ, Tam Ngãi, Cầu Kè, Trà Vinh. Nay tôi viết đơn này trình đến Hội Chữ Thập Đỏ xã Tam Ngãi với lý do sao? Hiện nay tôi đang bị bệnh u phổi, đã được điều trị ở Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng không thấy giảm nên bệnh viện trở về trả về vì không có hướng điều trị tiếp vì sức khỏe và tuổi đã cao. Vậy tôi làm đơn này trình đến Hội Chữ Thập Đỏ xã Tam Ngãi xác nhận để cho tôi được điều trị tại phòng khám đông y viện y đạo ở xã Vinh Kiên, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Xin chân thành cảm ơn. Rõ ràng là ông đang trình với nhà nước rằng là ông bị khô phổi không còn thuốc chữa. Bây giờ ông xin cái xã của ông ấy, chứng nhận cho ông đến đây để chữa bệnh. Đó là cái điều ông yêu cầu. Bây giờ xã đã xác nhận cho ông. Căn cứ theo đơn của đương sự là đúng sự thật. Tam Ngãi ngày 11 tháng 5 2018, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ ký tên Hồ Vũ Ca. Như vậy là cái yêu cầu của ông về phía nhà nước, người ta chấp thuận cho ông đến đây để mà khám chữa bệnh. Vậy ông phải chữa cho hết ông mới được về. Còn nếu ông chữa không hết, ông về ông nói sao với ông chủ tịch này đây? Ông xin người ta đàng hoàng mà giờ ông nửa chừng ông đào ngủ ông về nè, ông này ông nói ông gửi ông đến cha từ để chữa bệnh. Mà như vậy thì ông cha tường mình nể mặt ông này mới nhận ông chữa bệnh. Mà chữa 3 ngày ông đào ngủ ông về rồi giờ ông cha tường nói sao với ông này? Rồi ông này nói sao với cha tường? Phải không? Vậy ông đã vô đây rồi, ông phải chấp nhận cho người ta chữa xong bệnh rồi mới được về. Chịu không? Rồi nhớ nha, bút xa gà chết nói sao làm vậy nha. Vậy giấy tờ của ông đã xong. Hôm nay bằng thịt ổng quá trời thôi. Hồi đó giờ đâu ai dám bằng thịt ổng mà. Ổng đã cha mà, con ổng là công an tỉnh mà ai dám bằng thịt ổng. Ông cha Tường mới dám bằng thịt ông thôi. Khi ông vào đây, cha cấp trong cái thẻ bài. Thẻ bài này ông có quyền ra vô đây khám bệnh, không ai có quyền cấm ông hết trơn. Ngoại trường cho tường với ban gì chẳng cấm ông thôi. Vậy ông được cái thẻ bài này. Và thẻ bài này không ai có quyền cấm ông hết nha. Rồi. Vậy ông, cái phần của ông giấy tờ của ông xong. Bây giờ giấy tờ ở trong phòng khám. Giấy tờ ở trong phòng khám là có đơn xin khám chữa bệnh. Ở trong cái đơn xin khám chữa bệnh này nói rất là rõ. Người con đọc cho ông nghe. Đọc lớn lên.
Ông nghe nha. Đơn xin khám chữa bệnh. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, đơn xin khám chữa bệnh. Tôi đứng tên dưới đây là Lâm Văn Thái, sinh năm 1941, cư ngụ tại ấp Ngọc Hồ, xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Số chứng minh, nghề nghiệp, số điện thoại. Hôm nay tôi làm đơn này kính xin đến hội chữ thập đỏ yêu thương cho không cho tôi được khám chữa bệnh tại phòng khám Đông y Y Việt Y Đạo tại địa chỉ số 94 ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Lý do tôi đang mang căn bệnh nặng là căn bệnh nguy hiểm, hiểm nghèo. Tôi không còn tiền chạy chữa nên tôi làm đơn này xin đến điểm hội chữ thập đỏ yêu thương cho không cho tôi được khám chữa bệnh miễn phí trong thời gian chờ đợi sự chấp thuận của phòng khám Đông y Việt Y Đạo tại phòng khám yêu thương cho không. Tôi chân thành biết ơn. Rồi, như vậy là cái thơ này ông phải làm cái đơn xin khám chữa bệnh. Trong cái đơn này có hai cái lợi. Cái lợi đầu tiên là khi ông ký tên vào đây để khám chữa bệnh là khi ông hết bệnh không ai có quyền đòi tiền ông hết. Chứ cái bệnh này nó hút tỷ tỷ đồng không á. Vậy ông muốn khám chữa bệnh ở đây mà khám không tốn tiền ông phải ký vô cái đơn này. Cho dù nói cho không ông á nhưng mà phải có giấy tờ, chứ không là không ký giấy tờ là lủng củng dữ lắm. Nha. Vậy ông có nên ký vô đây không? Các người con có nên ký không? Cái ký vô đây kế tiếp là để nói rằng cha không có rủ ông về đây chữa bệnh. Tự ông xin về đây và chính quyền gửi ông về đây qua cái hội chữ thập đỏ này. Chứ cha không rủ ông về đây. Vậy thì ông phải ký vô đây nha, thấy có nên không? Rồi, vậy anh ký vô đây nha. Tự ký nha. Đó, ký vô. Ký, ghi rõ họ tên. Rồi. Bây giờ còn một cái đơn thứ hai nữa. Đây là cái đơn này là coi như đã làm xong nha. Là coi như sau này ông hết bệnh rồi không ai đòi tiền ông hết nha. Và khi trong quá trình ông chữa bệnh ở đây cha cũng bị làm khó luôn nha. Cha không có rủ ông về đây mà chính ông về đây và chính quyền gửi ông về đây và địa phương ở đây cho phép ông khám bệnh. Rõ ràng như ban ngày ha. Rõ ràng như ban ngày. Bây giờ một cái điểm thứ hai là giấy cam kết khám bệnh. Thì cái giấy cam kết này để nói với ông rằng trong quá trình điều trị cho ông mà lỡ có xảy ra chết, ông bị chết là mọi người không được thưa đám này. Ai có biết rằng là ông ngủ đêm tới sáng bị trúng gió queo rồi ông không làm giấy ký tên đám này thưa tụi này ở tù biết gì nào đâu. Cho nên khi ký vào đây để nói rằng khi ông lỡ có chết chóc gì đó, ông không được thương chuyện. Nha, ông đồng ý không? Vậy, đọc cho ông nghe cái bản này nữa. Bởi vậy, nhưng mà tới chuyện đúng gió chết đâu thừa mình. Không, đọc phía dưới thôi. Hôm nay tôi làm giấy cam kết này trước mặt cha Nguyễn Văn Tường, thầy Hương Y, Du Xe, Nguyễn Tấn Thành và y sĩ Maria Phạm Thị Thanh Tâm. Tôi hứa là tôi sẽ tuân thủ theo phác đồ điều trị của phòng khám. Nếu ngày nào tôi còn điều trị bệnh, còn nếu tôi làm sai phác đồ điều trị của phòng khám hoặc xảy ra chết đi con người của tôi thì tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm và gia đình chúng tôi của tôi cũng như người thân của tôi không được thưa kiện và truy cứu. Đây là lời hứa của tôi trước mặt cha Tường, thầy Lương Như Tâm, thầy Tâm. Đây là những lời
của tôi viết trước khi tôi ký giấy cam kết. Rồi, nói rõ ràng ông đã nghe, ông hiểu chưa? Hiểu ở chỗ là trong quá trình điều trị cho ông, mà nếu như ông lỡ ông bị chết bất đắc kỳ tử thì ông, vợ con ông, gia đình ông, người thân ông không được thương lượng này nha. Ai mà biết ông chết ngày nào, nhưng mà tụi này muốn cho ông sống chứ không muốn cho ông chết nha. Muốn cứu cho ông sống mà, chứ là không muốn cứu ông nhận ông chứ. Ở đây là ông là ca thứ 20 mấy rồi, mà nếu mà nhận hết các ca ung thư ông là gần cả 100 ca, gạt lộng riết là ca thứ 20 mấy ông nhớ. Nhưng mà ung thư phổi nhau là mấy ca thứ 7 nha, mà gạt nhiều lắm rồi, thành thử gạt cũng là bỏ không nhận á. Lý do là họ không đủ giấy tờ, lý do là họ đủ điều kiện để họ không đạt được cái mục đích để khám bệnh. Còn ông đạt được điều kiện để khám bệnh, nhưng mà trong quá trình khám bệnh lỡ có xảy ra chết chóc, ông không được thưa kiện nha. Mà ông chết là ông xưa gì con ông á, quên rồi chứ. Ông chết không biết gì thưa, nhưng mà con cháu nhớ đừng thưa cha nha con. Tội nghiệp chứ, ở đây cho cứu ông chứ, cho ông cố tình ghét ông đâu. Dạ ông chịu phải không? Vậy nói lại lần nữa, nếu có chết con cái người thưa nha. Chịu hả? À, chị tên thế này. Đâu có, ông là người đứng tên mà, đâu có để được. Ông ký vô đây. Rồi bây giờ con ông một người đại diện ký. Vậy chứ là bà người nhà con là bà vợ của ông có đi không? Đây coi vậy chứ bà ký quan trọng dữ lắm à. Bà nói chồng tôi chết rồi tôi thưa ký đây. Đó. Hai đứa con bà ký vẫn còn bà thưa được. Thì bà cứ lăn tay lăn tét gì cũng được, đừng đâu thừa không thấy đường rồi ông ký nữa thưa người ta. Khổ dữ lắm ông ơi. Chữa bệnh không ăn tiền nhưng mà nó khổ vậy đó. Rồi bây giờ một đại diện một người con ký vô đây. Đại sứ ký vô đây. Một người đại diện ký vô. Cha cũng ký vô luôn, cha làm chứng ha. Lỡ có chết cha đi ở tù, mấy người này không cần đi, cha độc thân cho đi ở tù lẹ dữ lắm. Cha đi ở tù cha khỏe, cha chữa ai nữa ha. Còn nếu mà cha còn sống đi cứ đến hoài cực khổ đi ha. Nói chơi cho vui chứ đâu có chuyện này không, phải không? Nhưng mà mình khi mình ký tên vô đây là mọi người mình ký vô đây là mình phải cố gắng chữa trị cho ông nha. Ở bên kia cố gắng là sao, bên đây cố gắng là sao? Bên đây cố gắng có nghĩa là bên đây phải hợp tác với bên đây. Là bên đây dặn dò cái gì bên đây phải làm theo. Và bên đây không được làm ngược lại nha. À, bệnh này bệnh lớn rồi, bệnh này là siêu bão chứ không là bão. Bão là mình nghe mình không sợ, mà siêu bão sợ không? Siêu bão là mọi người phải cẩn thận. Mà ung thư là siêu, siêu ung thư rồi đó, vi trùng siêu á. Cho nên tất cả mọi người phải cố gắng nha, không được chệch mạng nha. Vì chệch mạng là không chữa hết nha. Vậy tóm lại cho nó một lần nữa, tất cả mọi người đã lên xuồng rồi ha.
tất cả mọi người đã lên xuồng ký tên, kể cả cha cũng ký vô đằng này luôn. Thành thử ra chúng ta phải cùng đồng lòng chịu trách chữa bệnh cho ông đến, và ông không được đào mũ. Ngày mai này ông hết bệnh rồi, con sẽ làm một cái giấy hồi báo gửi về cho xã của ông, nói rằng ngày ông đi chữa bệnh ông được xã chứng nhận cho ông nha. Rồi khi ông đã hết bệnh rồi thì tụi con sẽ làm cho ông một cái giấy, để ông cầm cái giấy đó về hồi báo cho xã của ông, nói rằng là mấy ông ký cho tôi đi chữa ung thư, hôm nay tôi hết rồi, tôi về tôi báo cho mấy ông. Mình là con trong đất nước Việt Nam, phải không? Mình đi thưa là về trình nha. Đó là ý kiến trong cái buổi mà lập hồ sơ cho ông. Như vậy đầy đủ chưa? Có ai có thắc mắc gì không? Ông có ý kiến gì không? Bà có ý kiến gì không? Cô có ý kiến gì không? Mấy người bên đây có cái tâm niệm gì chia sẻ không? Có cái tâm tình gì không? Có muốn nói điều nào? À, giờ đây không còn xin nữa, đã có đủ giấy tờ xin nghỉ vậy. Ngày hôm qua chưa có giấy tờ mới đến đây xin, còn hôm nay có giấy tờ đến đây là làm vậy thôi chứ không xin. Khi chưa có giấy thì mình phải bàn bạc với nhau, khi đủ điều kiện rồi là làm chứ không có xin xỏ ở đây nha. Rồi vậy ông đồng ý ha. À, xin gửi lại cho hồ sơ này cho thầy Tâm và thầy Thanh và ông quản nhiệm, nhờ ban diễn cảnh này sẽ điều khiển liệu pháp cho ông, với hy vọng rằng ông sẽ hồi phục nhanh để trở về quê hương của ông, để cùng tôn thờ đấng mà ông đang thương thờ, rồi thương yêu vợ con nhiều hơn nữa, rồi lo lắng cho quê hương nhiều hơn nữa nha. Rồi sống 100 tuổi già, rồi từ từ nó ra đi, rồi nhìn thấy là con hơn cha, nhà có phúc, chứ đừng nhìn thấy gió thổi bồ bê ha. Đó là nhắc cho ông vậy, còn nhắc cho mấy đứa con cũng vậy nghe. Phải cố gắng là giờ đây là con hơn cha. Con hơn cha cụ thể là về ăn chay, đó là con hơn cha. Còn nếu cả gan động vật thì cũng sẽ đi theo lối này, sẽ đi theo lối mòn. Ông nãy giờ có hiểu được chút nào không? Ông thấy ông nghĩ ông có nên ăn giống ổng không? Tránh, phải tránh. Phải tránh, mình phải tránh. Đúng, mình phải tránh nha. Đúng. Nó nói chung là về ăn chay. Bà đã có ăn chay bao giờ chưa? Về hôm nay về ăn chay luôn, bởi vì mình ăn nó bệnh, phải không? Hôm nay mình chưa vô đây làm hồ sơ, biết đâu ngày mai mình đau cái bụng, mình đi bác sĩ khám nó, mình ung thư gan rồi về vô đây ngồi nữa. Bà không biết có được vô không nữa mới quan trọng nè. Cái quan trọng là có được nhận vô đây không mới quan trọng, chứ còn ung thư thì sớm muộn thôi, nhưng mà được nhận vô không mới quan trọng, được thanh tẩy ở trong này không? Đó là những cái mà con nhắc nhở ông vậy nha. Cuối cùng chúng ta cầu xin Chúa chúc lành nhân dân cha và con và thánh thần sáng danh Đức Chúa Cha như đã có trước vô cùng và bây giờ và có giờ đời đời. Là Chúa Giêsu, chúng con cảm ơn Chúa đã nhận một căn bệnh này để xin được chữa lành. Chúng con tin rằng chúng con sẽ thực hiện đúng những gì mà chúng con hiểu, và chúng con cầu xin Chúa hãy giúp sức để chúng con cố gắng diện chẳng và phục hồi bệnh nhân cho người anh em này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúng con kể vì danh Chúa nhân từ cho các nạn nhân hồn được giáo nghĩ vui vẻ vô cùng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Rồi cuối cùng Cha chúc lành cho ban diện chẳng cũng như là tất cả anh em đang có mặt ở đây. Cầu xin Chúa chúc phúc cho mọi người nha. Chào ông nha. Chúc ông chữa bệnh thành công. Nha. Rồi, giờ xin mời ông đi theo.